Chào mấy bạn, hôm nay mình sẽ dắt mấy bạn đi coi triển lãm lon ở Mỹ. Thì triển lãm lon ở đây là không phải lon bình thường mà là lon đồ ăn do người dân người ta quyên góp để đóng góp vô các xe chở thức ăn tới cho người nghèo. Cho nên triển lãm này, triển lãm hàng năm, triển lãm này là kỷ niệm 5 năm triển lãm lon ở New York. Xếp lon rất là đẹp các bạn. Lon này là được xếp theo hình của con bò The Chas Bujing, con bò ở phố phố Wall, phố chứng khoán Wall, với lại hình tượng người bé gái Phyllis Girl, là bé gái không sợ đói. Cảnh tượng đối đầu giữa cảnh giàu và nghèo của nước mình, cái đối lập đó mà. Thành ra cái tác phẩm này được giải về tựa đề. Như các bạn nhìn kỹ á, tất cả những lon này là những lon đồ ăn, đồ hộp đó, rau cải hay là thịt, hay là những lon món ăn. Giống như đậu này là đậu của đậu phộng, đậu trắng, lon đậu trắng. Tất cả đều là lon đồ ăn. Tác phẩm này mang tựa đề là Can't Hunt, tức là săn lon, săn những thức lon đồ ăn, nhìn giống như là một cánh rừng có thú và chim muông. Nó làm theo cái game đồ chơi săn vịt đó mà, có chữ play, có mấy chú vịt bay với lại hình tượng đồ. Mấy bạn hay chơi PlayStation hồi xưa chắc nhớ cái trò chơi săn vịt này. Này thay vì săn vịt thì này là săn lon đồ ăn. Lon cải. Vì sự cố 911 của Mỹ á, thì ở đây xây dựng lại tòa nhà tên là Tự Do Freedom. Với lại cái này là chiếc xe Honda kỷ niệm về sự kiện 911 của Mỹ. Chiếc Honda này làm theo hình tượng của tòa nhà Freedom, với lại hai cái cánh. Các bạn thấy mấy cái cánh này là mấy bạn nào có lại tòa nhà Freedom của Mỹ thì biết mấy cái cánh này. Ở dưới người ta bán đồ. Nhìn rất là sốc. Triển lãm Can Construction Lon ở New York thì được triển lãm ở tòa nhà Brookfield Manhattan. Cái này là dọc hành lang của tòa nhà. Tòa nhà thì để chỉ bán đồ cao cấp trung lưu. Tác phẩm này có tựa đề là Nhiễm Sắc Thải. Thì họ mô phỏng theo uốn lượn của nhiễm sắc thải chromosome. Rất là kỳ công nha mấy bạn, làm cái này rất là kỳ công, tốn thời gian sắp từng lon một để họ kêu gọi đóng góp đồ ăn cho người nghèo các bạn. Người nào có coi phim Người đẹp và quái vật Beauty và The Beast thì biết cái tác phẩm này, bông hồng. Tác phẩm này tựa đề là Beauty and the Beast, là Người đẹp và bữa tiệc. Mời mấy bạn coi. You would get the same thing if you walk back far enough to where, you know. Nguyên một cái bông hồng mấy bạn. Nguyên một cái bông hồng. Bông hồng này người ta xếp nổi. Xếp cho nó nổi ra. Họ để những cái tấm cạc tông để xếp.
Còn đây là tác phẩm Giving Tree, tức là cây cho đi, mang ý nghĩa là mình gửi gắm thiện nguyện cái đóng góp về của mình cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Một trong những tác phẩm được giải Giving Tree, giải cây cho đi, với một cái cây làm bằng lon không, lon đồ ăn. Rất là chi tiết từ dưới lên. Tác phẩm này có tựa đề là nụ cười, nhìn giống như cái môi nụ cười với lại với cái muỗng lớn. Các bạn nào chơi điện tử thì biết trò này nhớ, các bạn trò Pac-Man, trò Pac-Man đó. Đó, Pac-Man lon xếp thành hình Pac-Man. Lon xếp thành hình Pac-Man. Đây là hình nút thắt may mắn. Rồi hình con sứa. Này là bức tường rất là nhiều thông điệp. Đẹp hòa bình, nhân vật trong phim hoạt hình. Này là pumpkin bí ngô.